Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia.com bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm là Nokia 617 vỏ zin nha anh chị, và 6303 vỏ zin. Đó, vỏ zin nguyên bản kèm với pin zin, sạc zin cho anh chị sưu tầm sử dụng luôn ha. Đây trên màn hình của anh chị là đây là cái Nokia 67 màu nâu nè anh chị, màu này nó khá là hiếm nha anh chị, vỏ rất là bóng mượt nè. Đó, vỏ zin thì đã có qua sử dụng thì sẽ có xước sát theo năm tháng nha anh chị, cũng sẽ có xước nhẹ theo năm tháng nè. Đây vô đặt chuông, bên em mới vừa về được mấy cây thôi. Đó, chuông khá là lớn anh chị, chuông rung đầy đủ nè. Bữa giờ hàng nâu này không có hàng anh chị, em còn màu đen nữa, em quên lấy màu đen quay cho anh chị xem mà. Này vẫn có màu đen nha anh chị, em có màu bạc bóng, nâu và màu đen tím nữa cũng còn luôn. Có vài vết xước nhẹ theo năm tháng này, hàng zin nguyên bản thì sẽ có những vết xước theo năm tháng thì có đó đều không thể tránh khỏi anh chị. Những cái máy này có hỗ trợ tiếng Việt cho anh chị sử dụng luôn nha. Đây, vô phần cài đặt có tiếng Việt nữa anh chị. Đó, rất là dễ sử dụng ha. Đây, 6303 màu nâu nè, 6303 màu nâu này cũng hiếm luôn, với lại cây màu vàng. Em 6303 còn được hai cây thôi. Máy trần thì giá cũng tiết kiệm để cho anh chị dễ sử dụng. Này có nhạc, em chọn nhạc nhạc có sẵn của Nokia để tránh trường hợp bản quyền anh chị. Cái đặc viên bộ sưu tập 30 chua Nokia rồi, đây Nokia huyền thoại đó. Còn nguyên tem của FPT luôn nè anh chị. Cây màu gold. Lưu lại nè. Này camera nó hơi chạy tí nha anh chị. Ở phía camera mép bên đây. Tem FPT. Cũng phai mờ theo năm tháng tí. Còn hàng zin thì chịu thôi. Còn mấy vỏ lô vỏ thay thì nó mới ken nhưng mà nó không có độ chất bằng vỏ zin thôi. Đây. Cái này 6303i nha anh chị. Chất lượng sử dụng tốt hơn 6303 một tí. Cái màu nâu nè, 67 màu nâu. Lại 6303 màu nâu. Đó, anh chị thích màu nào lấy màu đó, của cây nào, dòng nào lấy dòng đó thôi. Cái này màu bạc. Đó, màu bạc. Bạc bóng nè. Em lấy một nhiều cái máy em để lên cho chị xem ha. Thì 6303 luôn. Đó, cho nó đẹp. Rồi ok, anh chị nào mua cứ liên hệ ngay cho em ha. Số hotline em có ghi ở phía dưới anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia sản thành chúc của bên em ha. Chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc, người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.